bạn đang gặp cái tình trạng là nhân viên làm việc hời hợt, năng suất thấp, thậm chí là làm hỏng việc, có những cái việc sai rồi lại sửa, thậm chí bạn giơ đầu ra chịu trách nhiệm, rồi chi phí bảo hành tăng lên, rồi là bạn đã chán cái cảnh là anh em làm sai rồi lại sai nữa, có những cái việc đúng rồi lần sau lại không đúng nữa. Chào bạn, tôi là Hoàng Đình Trọng. Trong chuỗi video chia sẻ về cách làm doanh nghiệp bài bản, tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái công cụ để giúp bạn giải quyết các vấn đề nêu trên, tên gọi nó là PDCA. Và công cụ PDCA này đã giúp các cái doanh nghiệp của Nhật Bản như của Mỹ, các cái tập đoàn lớn họ đã rất là thành công. Và trong đó có những cái học viên của tôi cũng đã áp dụng nó thành rất là thành công. Rồi PDCA là viết tắt của những cái gì? PDCA là viết tắt của cái chữ đầu tiên, đó là chúng ta làm thế nào ấy. Có nghĩa đó là một cái chu trình ấy, là từ cái khâu hoạch định kế hoạch, lập kế hoạch cho đến cái khâu thực hiện cái kế hoạch đấy. Rồi cho đến cái khâu tiếp theo nữa, đó là đo lường, đó là kiểm tra cái kế hoạch đó. Và sau đó cuối cùng đó là tiêu chuẩn hóa nó lên, cải tiến cái để tốt hơn. Chưa tốt thì làm cho nó tốt, và tốt rồi thì tốt hơn nữa. Vậy thì PDCA trong đó gồm những cái gì? Cái chữ đầu tiên tôi muốn các anh chị nhớ, các bạn nhớ, đó là cái chữ đầu tiên, đó là chữ P. P đó là plan. Plan có nghĩa là kế hoạch, lập kế hoạch. Các cụ nhà mình nói là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại. Và khi tôi đi nghiên cứu ở Nhật thì người Nhật nói một câu là như này này: không lập kế hoạch là bạn đang lập kế hoạch cho sự thất bại. Tôi rất mong muốn anh chị hãy comment thật nhiều cái chữ PDCA ở cái phần khung chat ở phía dưới nhé, và cái phần comment. Cái từ này rất là quan trọng, đây là một cái chu trình là rất là quan trọng. Rồi, chúng ta trở lại, plan tức là lập kế hoạch. Cái việc lập kế hoạch nó là từ cái việc chúng ta xác định những cái mục tiêu cho một cái kỳ kinh doanh nào đó, hoặc cho bất kỳ một trước khi chúng ta thực hiện một cái công việc nào. Đấy. Chúng ta bắt đầu từ cái bộ câu hỏi 5W và 3H và 2C. Chúng ta cần phải làm gì trong tuần tới, tháng tới, quý tới, năm tới, thậm chí vài năm tới. Hoặc chúng ta làm gì, dự án này là dự án gì, công việc này là công việc gì. Đấy. Rồi trong cái việc làm gì đấy, chúng ta trả lời câu hỏi tiếp theo là trong cái plan đấy, tức là cái why, tức là tại sao chúng ta lại phải làm cái việc đấy mà không phải làm việc khác, đúng không? Tại sao chúng ta thiết lập ra cái mục tiêu đó mà không phải mục tiêu khác. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta sẽ phải trả lời cái câu hỏi là vậy thì tôi làm cái việc đấy ở đâu, ở nhà hay ở công ty, trên online hay offline, không, ở đâu. Cái việc lập kế hoạch ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ định làm ở đâu. Và đương nhiên rồi, có một cái W nữa rất là quan trọng, đó là một cái câu hỏi nữa đó chúng ta phải trả lời, đó là khi nào. Ngay bây giờ hay là ngày mai hay ngày kia, hay năm sau hay là kiếp sau, không, nói vui như vậy. Rồi, và đặc biệt có một trong cái lập kế hoạch thì chúng ta có một cái câu hỏi rất quan trọng nữa, đó là phải là ai làm và chúng ta làm với ai, làm việc gì thì ai làm. Đấy. Và làm với những ai, tương tác với những ai, cần những nguồn lực gì hỗ trợ. Rồi, và trong khâu lập kế hoạch chúng ta cũng không chuẩn bị, đúng không, đó là cái gì, làm nó như thế nào, how, làm nó như thế nào. Và cái tiếp theo nữa đó là gì, cái làm bao nhiêu. Chúng ta làm thì làm bao nhiêu, mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khách hàng, vân vân. Và cái tiếp theo nữa đó là cái bao lâu, rồi kiểm tra, kiểm soát nó như thế nào. Thì đấy là những cái câu hỏi trong khi đó chúng ta hoạch định cái kế hoạch, đó là cái plan. Tức là chúng ta nói là chuẩn bị tốt nhất, tức là chúng ta trả lời được hết rõ ràng những câu hỏi đó. Các cụ nhà mình dạy là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại, hoặc là không lập kế hoạch là lập kế hoạch cho sự thất bại. Thì cái việc lập kế hoạch ở đây có nghĩa là nó làm cho chúng ta làm cho cái dự án chúng ta chuẩn bị triển khai, hoặc là một cái quý mới, tháng mới hoặc năm mới tới, thì chúng ta làm rõ ràng lúc để chúng ta sẵn sàng hành động. Đấy. Thế thì cái việc lập kế hoạch là đưa ra những cái để đưa ra những cái việc hoạch định, những cái việc chúng ta cần làm, thiết lập những cái chỉ số đo lường cho những cái công việc đó, rồi một loạt các cái câu hỏi theo 5W, 3H và 2C. Đấy là what, why, when, where, who, how, rồi how much, how long, rồi là đến check và control. Đây là những cái bộ câu hỏi cơ bản để chúng ta hoạch định một kế hoạch. Đấy, hoạch định một kế hoạch. Vậy câu hỏi đặt ra là các anh chị chủ doanh nghiệp CEO hay là các nhà quản lý của chúng ta, hay bất kỳ ai, chúng ta đã, các anh chị đã trước khi bắt đầu một cái công việc gì đó, một tuần mới, tháng mới, hoặc một kỳ kinh doanh nào đó, thì mình đã lập kế hoạch chưa? Và cái mức độ lập kế hoạch thì mình đã, nó đã rõ ràng chưa? Đấy. Rồi bản thân mình là CEO chủ doanh nghiệp đã có kế hoạch rồi, vậy thì nếu có kế hoạch rồi thì đội ngũ của mình đã có kế hoạch chưa? Anh em đã chủ động làm việc theo kế hoạch chưa? Nếu mà có rồi thì xin chúc mừng anh chị. Nếu chưa có thì hãy bắt đầu với cái chữ P đầu tiên trong PDCA. Rồi, rồi cái thứ hai, cái P thứ hai, cái trong PDCA, cái chu trình, cái bước thứ hai đó là cái do.
do nhà mình. Tôi nhờ các anh chị hãy comment chữ do xuống đây nhé. Do là thực hiện cái kế hoạch đó, hay tôi gọi tắt gọi là làm cái kế hoạch đấy. Có kế hoạch thì phải làm cái kế hoạch đấy. Do đấy, thì cái chữ do này rất là quan trọng. Cái năng lực hoạch định lập kế hoạch thì nó phụ thuộc vào cái tầm nhìn của các anh chị, cái năng lực tư duy của mỗi anh chị, mỗi CEO. Nhưng mà cái năng lực hành động cũng rất là quan trọng. Mình hoạch định ra kế hoạch, nhưng nếu điều gì xảy ra nếu mình không làm, không thực hiện cái kế hoạch đấy, thì kết quả nó chỉ là trên giấy thôi, ở trong suy nghĩ trong đầu thôi. Nên cái do là cái năng lực thực thi, là cái năng lực hành động. Làm có kế hoạch thì phải làm, phải bắt tay vào làm. Tất nhiên làm thì là phải có năng lực, để tạo ra kết quả thì phải có năng lực, phải có kiến thức, kỹ năng, phải có những cái thái độ phù hợp với cái công việc đó. Đấy, thì cái này rất là quan trọng. Không những là hiểu biết về công việc đó, về những cái việc đó mà chúng ta cần phải làm, được đi làm lại nhiều lần rồi, nó thành thói quen, thành kỹ năng. Đấy, và chúng ta có những cái thái độ, có tình yêu đối với những công việc đấy, có đam mê đối với những công việc đấy, và có những cái động lực với những công việc đấy. Đó, thì có những cái tư duy đúng về những công việc đó. Thì đấy là cái chữ do. Và tôi cứ nói vui là chúng ta làm nào đấy, khi mà nếu mà anh chị là quản lý lãnh đạo thì chúng ta phải xây dựng được bản thân mình có cái năng lực hành động. Tôi sẽ hành động, đúng không? Các anh chị hãy comment xuống khung chat nhé, khẳng định là tôi là lãnh đạo hành động. Đấy, thì bản thân mình phải có năng lực hành động, và sau đó mình cũng xây dựng được cái văn hóa hành động và cái năng lực hành động cho đội nhóm của mình, bằng cách là anh chị nâng cao cái năng lực cho cái đội ngũ thực thi của chúng ta đấy. Đào tạo cho đội ngũ của mình và xây dựng được một cái văn hóa hành động. Có kế hoạch rồi thì phải làm, phải bám sát vào cái kế hoạch đấy, bám vào cái kế hoạch đấy để làm. Thì cái việc này rất quan trọng, rất là quan trọng. Và tôi cứ hay nói vui ví phải làm như thế nào, thì tôi cứ hay nói vui có hai cái con vật rất là thân thương mà chúng ta học hỏi, có những cái tố chất, những cái tính cách cái trời sinh ra rất là tốt ấy. Đó là gì? Làm, tôi gọi là làm như trâu như chó ấy. Nhà mình tưởng tượng con trâu thì nó bền bỉ kiên trì, trong khi đó con chó thì nó quyết liệt triệt để, đúng không? Đấy, nên là làm thế nào khi mà chúng ta làm là phải kiên trì, bền bỉ, hành động nhanh, quyết liệt, nhưng mà triệt để. Đấy, thì cái này là cái chữ thứ hai, là cái chữ do rất quan trọng. Nào, nhà mình hãy comment nhé, plan này, do này. Rồi cái chữ thứ ba, cái bước thứ ba của trong PDCA đó là check. Ở đây có nghĩa là gì? Check ở đây có nghĩa là chúng ta đo lường, chúng ta phải kiểm tra cái những cái việc mà chúng ta đã làm, chúng ta phải xác nhận lại. Đấy, chúng ta phải kiểm tra lại, phải check, double check, tức là kiểm tra lần một, thậm chí kiểm tra lần hai, kiểm tra lần ba. Thì khi mà chúng ta lập kế hoạch ra rồi, rồi anh em làm theo tiến độ, thì lúc này mình phải có những cái hoạt động. Nếu là lãnh đạo thì chúng ta phải thường xuyên đi kiểm tra, đó. Yêu cầu anh em làm những cái loại báo cáo gì để kiểm tra, thậm chí là yêu cầu trong công đoạn làm việc thì anh em phải có những cái checklist, xác nhận lại, kiểm tra lại công việc, đúng không? Đấy, soạn một cái hợp đồng xong thì trước khi gửi cho khách hàng thì cũng phải có thói quen kiểm tra. Rồi có một cái quy trình chăm sóc khách hàng thì cũng phải kiểm tra xem anh em làm đúng quy trình chưa. Rồi khi anh em đi ra ngoài công trình, thi công công trình, thì mình yêu cầu mình kiểm tra xem là về đồng phục tác phong, an toàn lao động thế nào, thì mình cũng phải có những cái lịch đi kiểm tra. Rồi mình có những cái hoạt động, lại những cái cuộc, thậm chí là thiết kế những cái cuộc họp để anh em báo cáo những cái kết quả, tiến độ rồi chất lượng công việc thế nào. Đấy, chúng ta phải kiểm tra. Đấy, kiểm tra. Đấy, thì cái khâu gọi là đo lường và kiểm tra rất là quan trọng. Có rất nhiều người quên mất cái kiểm tra này. Đấy, thì chúng ta rèn luyện cái thói quen kiểm tra, đúng không? Và bản thân cũng là xây dựng cái văn hóa, có cái thói quen kiểm tra cho mỗi cán bộ nhân viên thực hiện mỗi việc. Đấy, thì cái việc kiểm tra rất là quan trọng. Rồi, đấy. Thì đấy là cái việc kiểm tra. Việc kiểm tra. Nếu không kiểm tra thì mình thành quan liêu. Nếu không kiểm tra thì anh em làm tốt cũng không được ghi nhận, làm không tốt thì cũng chẳng sao. Và nếu mình không xây dựng những lịch kiểm tra đến cuối kỳ, chúng ta buông lỏng ra, thì cuối cùng là anh em không chịu, tiến độ không đảm bảo, chất lượng không đảm bảo, kết quả không như mong đợi. Lúc ấy chỉ chúng ta vào xử lý thì lúc ấy đã muộn rồi, chúng ta chỉ xử lý hậu quả thôi. Đấy. Thế nên là cái việc kiểm tra rất là quan trọng. Kiểm tra thì kế hoạch. Rồi, và cái bước cuối cùng trong PDCA đó là gì? A là act, tức là cái hành động cải tiến, tức là cái cải tiến tiêu chuẩn hóa. Thế khi mà ở cái bước C ấy, chúng ta đo lường kiểm tra, thì có những trường hợp anh em đạt được kế hoạch, vượt kế hoạch, đúng không? Đạt được những mục tiêu, có những công việc anh em làm tốt, nhưng mà có những làm chưa tốt, có những việc đúng, có những việc sai. Thế đúng thì chúng ta khích lệ, nhưng mà sai thì phải sửa,
Đó. Nhưng mà có những việc anh em đúng rồi lần sau không đúng nữa, có những việc sai rồi lần sau lại sai nữa. Thế thì cái khâu A ấy có nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải tiêu chuẩn hóa nó lên, thành những cái tập tài liệu, thành những cái quy trình. Nếu mà sai rồi thì tiêu chuẩn hóa nó lên thành những cái video, những cái hình ảnh để lần sau tránh cái lỗi sai đấy. Đưa ra những cái tình huống để quản trị rủi ro, trường hợp nó như thế này thì chúng ta đã xử lý nó như thế nào đấy, và lần sau làm sao để tránh nó ra. Thế nhưng mà nếu mà anh em đúng rồi thì mình cũng tiêu chuẩn hóa thành tài liệu, thành quy trình, để lần sau mình nhân bản cái đúng đấy cho những ông khác, trở thành cái tài sản chung của công ty đó. Đấy, rồi lần sau ví dụ như nhân viên, nếu anh em làm được việc gì xuất sắc, các bước làm đúng, cách làm đúng, thì viết video ra, viết quy trình ra, xong để những người đi sau vào người ta đọc. Hoặc là cái người quản lý đấy đào tạo, hoặc là cái người nhân viên đấy đào tạo cho người khác, hoặc là các CEO đào tạo cho đội ngũ của mình để chất lượng công việc nó tăng lên. Đấy. Thì nó tạo ra cái tài sản. Đấy. Thì cái này rất là quan trọng. Nên là cái A là act, cái cải tiến ấy là nó tốt rồi tốt hơn nữa, mà chưa tốt thì làm cho nó tốt, năng suất rồi năng suất hơn nữa, cải tiến không có giới hạn. Một trong những cái chúng ta cần phải học đó là, tôi rất là thích cái định vị, cái suy nghĩ lớn, cái sáng tạo của Mỹ, cái năng lực hành động của Singapore, cái cải tiến của người Nhật. Thì cái này tôi thấy cái cải tiến của người Nhật rất là tốt. Nếu các CEO chúng ta áp dụng được cái cải tiến, tức là đo lường, sau đó thì chúng ta tài liệu hóa lên, sau đó chúng ta dựa trên cái đấy chúng ta tối ưu, chúng ta năng suất hơn nữa, và đặt ra những cái tiêu chuẩn cao hơn cho đội ngũ của chúng ta, thì đấy là cái điều tuyệt vời. Và muốn làm được cái điều đấy, bắt buộc phải có cái bước tiêu chuẩn hóa thành những cái tài liệu, những cái quy trình, và sau đó dựa trên cái đo lường đấy, dựa trên những cái tài liệu đó, những cái quy trình làm việc đó, chúng ta bắt đầu là tối ưu nó, chúng ta đặt mục tiêu là cải tiến nó để làm sao tốt hơn. Đấy. Thì cái bước này là rất là quan trọng. Rất là nhiều CEO hay các quản lý của Việt Nam, học viên của tôi, yêu quý của tôi hay chia sẻ là em quên mất, công ty em làm việc không có quy trình, thậm chí cũng không có kế hoạch luôn. Thế là cuối cùng người ra đi là quy trình ra đi, chúng ta là ra đi rồi mọi thứ, quy trình tài liệu ra đi, không để lại cái di sản, không để lại cái tài sản cho công ty. Đấy, thế người đi thì quy trình hệ thống để ở lại nhé. Cái này rất là quan trọng anh chị. Đấy, thì trong cái chương trình tôi vừa mới chia sẻ cho anh chị trong 5-10 phút vừa rồi, đó là cái chương trình PDCA. Nhà mình hãy comment xuống cái khung chat ở dưới nhé, là PDCA, tức là cái chương trình. Và trong cái PDCA này nó còn có nhiều cái PDCA nhỏ nữa, ở cái khâu P nó lại còn có PDCA nhỏ hơn nữa. Đấy, thì đây là cái chương trình trong cái khoảng thời gian ngắn ngủ thì tôi xin phép được chia sẻ với các bạn, đó là cái chương trình làm việc PDCA. Hy vọng là các bạn sẽ thích nó và sẽ mang nó về áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình, để tạo ra được những cái sự chuẩn bị tốt nhất, tạo ra những cái đúng, cái làm việc đúng ngay từ đầu, tạo ra cái chất lượng, cái năng suất trong công việc. Đấy. Và tôi sẽ còn chia sẻ rất nhiều cái video công cụ khác trong cái hành trình để chia sẻ cái chuỗi video làm doanh nghiệp bài bản. Nếu các bạn thấy hay, cái video này nó hữu ích với bạn thì các bạn hãy like, hãy follow kênh, hãy bật chuông lên để lần sau có video mới thì bạn nhận được thông báo. Cảm ơn bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.